Lưu Nam 60 em đã quay lại với channel của mình. Vạn cổ đàn tôn trọng sinh tập 250, Liên Phương Bộ Nam Duy Phòng mô tả tập 4 phần 2. Người đi được sau bốn vua mua đi, không ai ngăn được đâu. Đi thì cũng phải trả giá cho ta. Ây da! Đợi nghiệt Lý Cây Sơn, bổn vua sẽ công, tiền đó sẽ công ta cho ngươi đâu. Wow. Quả nhiên, có người, nhiều người như vậy công đức là nhiều hơn rồi. Cái cớ huyền diệu lại mọc ra thêm một lá rồi. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ đã điều tra ra manh mối và sự hồi phục linh khí. Không ngờ lại trung kế của Hắc Long Vương. Mấy mọi nguy hiểm đã qua, mọi người đều không sao, cũng làm trọng thương Hắc Long Vương. Nguy hiểm thì đã qua, đó là dựa vào Từ Hàn. Nếu như không phải lúc mấu chốt nhất cầu tạp và bởi mạng chìa của chân bảo, thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Quá từ là như vậy, cậu lại lập công rồi. Không nói nhiều nữa, ngoài trừ phần thưởng cái điểm công hiến vốn có của trường học ra, thì cậu còn muốn cái gì? Nếu như Lý Đạo Sư thật sự là muốn thưởng, thế thì lấy cái đuôi bị chặt đứt của Hắc Long Vương đi. Cậu muốn lấy cái đó để làm cái gì? À, để nướng. Có lẽ mùi vị cũng không tồi. Hả? À, được thôi, huyết như quỷ thú quả thực là một vật rất là bổ dưỡng. Nhưng mà tình kỳ trong đó rất khó bị con người hấp thụ được. Nếu như cậu đã muốn thì thế cho cậu. Còn thằng nhóc này phải làm sao đây? Không có vấn đề gì cả, thằng bé này là con người. Vậy tăng hay đi, chuyện còn lại cứ để cho Long Vợ Quân giải quyết. Mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy sao? Có gì đó sai sai. Chờ đã. À, Từ Hàn sao vậy? Lý Lão Sư, nhiệm vụ chính lần này là điều tra chân tướng khôi phục linh khí, có đúng không? À đúng vậy, chỉ là không ngờ Hắc Long Vương lại đặt ra cái bẫy này. Có tin tức nào chi tiết hơn không? Nhiệm vụ cụ thể lần này là làm cái gì? À đúng rồi, nếu như nhiệm vụ là giả thì ta có thể nói cho mọi người biết. Nhiệm vụ lần này là tìm một món đồ cực kỳ quan trọng. Món đồ này là cầu thủ ở trong Trung Quốc đem về từ trên chiến trường. Nhưng mà sau khi ở Kinh Đô thì trong đám con người lại có kẻ phản bội, dẫn đến món đồ đã bị trộm mất. Sau lần đó thì Long Vợ Quân đã âm thầm phong tỏa cả Kinh Đô. Sau này nhận được tin tức thì món đồ đó đã tiến thành giao dịch ở yêu tộc ở nơi này, cho nên mới công bố nhiệm vụ lần này. Món đồ gì vậy? Không thể nói, bảo mật đẳng cấp cao nhất. Mà Từ Hàn, người nghi ngờ cái gì? Ta đang nghĩ ở đây là Kinh Đô của Trung Quốc. Chứ dù là Hắc Long Vương nắm giữ chọn bảo, kết cục ở nơi này chỉ có một con đường thất bại mà bỏ chạy. Thậm chí nếu như một số nhân vật lớn nào đó ra tay, hắn nhất định sẽ chết. Hắn mạo hiểm ở trong cái bẫy này được đặt ra này chính là vì muốn chết, muốn giết mấy cái tên thiên tài học viện. Như vậy có đáng không? Nếu như nói theo kiểu như vậy, đúng là tồn tại rất nhiều nơi không hợp lý. Người muốn nói cái gì thì nói nhanh đi, đừng có mà vòng vo nữa. Ta cảm thấy thứ mà các người muốn tìm chính là nó. Hả? Cái gì? Ôi cái chú, các gì à? Tại sao mọi người đều nhìn con như vậy? Từ Hàn, người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Đứa bé đó rõ ràng là một con người, không phải là món đồ gì đâu. Đúng vậy, ta không nhìn ra điểm gì khác thường nào trên người của nó cả. Đứa bé này tuyệt đối không phải yêu. Không giống với hai con yêu tộc già tràn thành con người vừa nãy, đứa bé này quả thực là con người. Chỉ là ta cảm thấy đồ mà Lý Đạo Sư tìm có thể là bên trong cơ thể của nó. Cái gì? Mong gia chủ giúp ta điều tra một chút. Ừ. Mấy người làm cái gì vậy? Trong bụng của nó lại có đồ. Đồ thực sự là giấu trong cơ thể của đứa bé. Cái này sao? Cái đám súc sinh này. Chuyện liên quan rất lớn, ta đi trước một bước đi.
Tôi à, ngươi đã liên tiếp cứu con gái của ta từng hai lần. Hôm nay chỉ bằng đến mộng gia ta làm khách, ta muốn cảm ơn ngươi đàng hoàng. Được vậy ta cũng muốn đi. Đúng là càng lời. Đó tờ mộng gia chủ, hôm nay còn nhiều việc, ngay khác thì sẽ ghé thăm. Mộng gia vẫn nên đi một lần. Dù sao thì sau khi đi vào hòa giới, không phải mượn một thứ của mộng gia, chỉ là thời cơ chưa tới. Biệt thự trường học, sư thờ tỳ linh khí hồi phục. Kiếp trước mình là cường giả có tiền tù, mà cũng hiểu biết khá ít. Rốt cuộc là bên trong cơ thể của đứa bé đã giấu thứ gì vậy chứ? Mình cũng rất muốn tò mò. Đáng tiếc đây là cơ mật cao nhất, Lý Kỳ Sơn căn bản sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Từ ca, gửi rồi, đã gửi rồi. Cái gì mà gửi rồi ra? Điểm công hiến. Từ ca, đây là tệ công hiến của anh. Bên trong có thể là tra ra số điện công hiến của bản thân. Lâu làm việc của trường trung học, Từ ca, em cảm thấy lần này anh sẽ giành được có ít nhất là 500 điện công hiến. Dù sao thì em cũng đã được 300 điểm mà. Từ hàng số dự điểm công hiến 5.000. Cái gì? Nhiều thế sao? Cái đó sao mà nhiều như thế chứ Từ ca, anh phát tài rồi. Trong trường phần thưởng điểm công hiến cũng xem như là công bằng. Dù sao thì số người mà mình cứu lần này cũng không ít. Đến ngay cả cái cỡ huyền diệu của một thờ một cây lá cơ mà. Nè, còn nói cái gì? Đuôi rồng đã tới rồi sao? Từ cả cái đuôi chặt kia của Hắc Long Vương được đưa tới rồi, lúc nào thì ăn đây? Cậu không phải là gì năng giả sao? Ăn rồi chứ không có công hiệu lớn đối với cậu đâu. Nhưng mà có thể uống chút canh. Gọi thơm ngân sĩ chiến thuận đại lục ngô vườn, tôi sẽ tặng thơm cho mọi người một lần tạo hóa. Wow. Thịt rồng, mặc dù không tự huyết nhưng lại rất thơm ngon. Dạ. Đi cơ bội, phần đuôi rồng này đều đã chuẩn bị cho người đấy. Ngô sĩ chiến thuận đại lục ngô vàng vườn, hai người ăn thịt đi. Đại miêu thì hấp thụ tình khí, lớn gan cản thì cầu ăn canh. Tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn thịt. Ui, nhưng mà tôi cũng muốn ăn thịt mà. Hai người ăn thịt thì có tác dụng gì chứ hả? Rất là lãng phí đó, bắt đầu hành động đi. Một lát sau. Wow, ngon thật đấy, món thịt rồng này quá nhiên là thiêu tố. Bây giờ tôi cảm thấy linh lực của toàn thân hình như sắp nổ tung. Ui, tráng đầy sức mạnh mà. Hai tiếng sau. Wow, lý lịch của đại miêu phi phạm, nhưng mà bây giờ lại thuộc thời kỳ yếu nhất. Tinh hoa có đoạn đùi này có thể kích phát một số thực lực của nó. Đến lúc đó thì nó sẽ đưa cho nó đi vào hòa giới, lại tăng thêm một tầng bảo hiểm. Mò phê mà. Tôi cảm giác gì đang huyết mạch ở trong cơ thể hớt càng mạnh hơn nhiều rồi. Đôi cánh của tôi đã tiến hóa thành cánh vàng rồi. Cảm giác đôi cánh này cuối cùng có thể trở thành trình độ cũng như là chân bão rồi. Khi trước một mình ta tu luyện không có bạn bè, đây cũng chính là nguyên nhân mà đế tồn dám ra tay giết mình. Kiếp này mình có những người bạn là nhị cử huyền diệu thụ, nhất định không cô độc chiến đấu một mình nữa. Mấy người đều trở nên mạnh hơn rồi, tại sao chỉ có một mình tôi là không có thay đổi gì cả chứ? Ê, không được, không được, mình phải hấp nhiều canh hơn nữa. Con vợ mình lợi dụng phần còn lại của xương rồng, đúng lúc có thể tu luyện thân thể thông thiền quyết. Tiểu thiên cảnh tầng 16, tầng 17, một đoạn đuôi rồng chỉ thắng được cả hai cấp thôi sao? Xem ra Hắc Long Vương cách hóa hình chân lông còn rất xa đi. Ngày hôm sau, Từ ca sau khi linh khí khôi phục thì bây giờ toàn cầu đang phát động cuộc thi khoa võ, thành lập vài nghìn trường học khoa võ. Ở bên phía Hòa Quốc thì sắp bắt đầu trận đấu với các trường khoa võ rồi. Trận đấu lúc nào vậy? Khi trước mình rời khỏi hệ thống khoa võ một mình tu luyện, đối với chuyện của trường học khoa võ thì không am hiểu cho lắm.
Có lẽ là trong 3 tháng cấp cao đã chuẩn bị rồi. Chủ yếu là bây giờ là hàng trăm trường kho võ ở Hòa Quốc, chỉ có tỉnh Bắc Tiên Kinh dành được tài nguyên nhiều nhất. Điều này khiến cho trường khoa võ khác bất mãn. Đặc biệt là 7 ngôi trường lớn võ hàng đầu khác đều muốn lôi kéo thành Bắc. Tiên Kinh, Thanh Bắc, trước khi có vụ luyện khí đã tồn tại trường võ học, chỉ là không khai công khai mà thôi. Mà những trường khác lại có thực lực đợi khi chiến sâu. Cái này thì cũng chưa chắc. Chủ yếu là sau khi khôi phục luyện khí, các nơi đều xuất hiện một đám thiên tài kỳ tài. Ai mà biết được mấy cái trường khác lại tồn tại yêu nghiệt gì không? Hơn nữa, trước đây cũng chưa có trận đấu tương tự như vậy. Cho nên rất nhiều trường đều rất hào hứng đã bắt đầu chuẩn bị trước cho trận đấu này. Mọi việc đã kết thúc rồi. Tiếp theo chính là lúc thăng cấp búa hồng móng chiến rồi. Búa hồng móng chiến là vũ khí trưởng thành vô hại duy nhất mà mình đã từng gặp. Cuối cùng có thể trưởng thành như thế nào thì đến ngay cả mình cũng không rõ nữa. Kiếp trước, một vị thiền tôn được mệnh danh là Đại sư Vũ Khí đã từng chế tạo ra một cây búa hồng móng chiến mô phỏng, càng kiệt vô số tâm huyết và tiến hóa trưởng thành. Cuối cùng thì khảm tiền bảo lại giống như là dao cắt râu. Bây giờ đối với búa hồng mộng chiến thực sự này, mình tràn đầy sự kỳ vọng. Bây giờ bắt đầu thăng cấp. Búa hồng mộng chiến hấp thu toàn bộ tinh hoa của một món chân bảo hoàn chỉnh. Hơn nữa món chân bảo của Hạt Lồng Vương cũng là sự tồn tại khá mạnh ở trong chân bảo. Cho nên sức mạnh trong búa hồng mộng chiến bây giờ đang cuộn trào rất là mãnh liệt. Quả nhiên là vật nghịch thiên, nhất định là cô lười kiếp. Ý anh có nghe thấy tiếng sét đánh không? Ban ngày ở đâu ra tiếng sét đánh chứ? Anh nghe nhầm rồi đó. Ý đợt sét đánh giữa ban ngày, đây là kiếp chướng lớn cỡ nào chứ? Rìu đá trở thành rìu inox. Thành rồi. Tự hàng à, anh không sao đó chứ? Tôi nghe thấy tiếng sét đánh ở chỗ của anh. Anh làm cái gì vậy? Kỳ đợt. Tính gió hồn. Lóng hồn. Ừ à, anh điên rồi sao? Con luyện công nhân mà sao? Còn cái chút tôi là cái gì? À xin lỗi, tôi thử uy lực của vũ khí mới một chút thôi. Uy lực còn mạnh hơn trong tưởng tượng của tôi. Đi vào hòa giới sẽ tăng thêm một phần thắng. Tại trường học. Anh Từ, hôm nay không đi học sao? À không đi, tôi còn có việc khác rồi. Mặc dù chất lượng dạy võ, khoa học võ học viện của Thành Bắc học viện cũng tạm, nhưng mà đối với mình mà nói lại không có tác dụng gì cả. Lợi dụng những thời gian này chỉ bằng mình đi đến nàng nghi thất để tu luyện còn hơn. Đó mới là bảo địa thực sự. Nàng nghi thất. Nhanh tên dậy đi kìa, sẽ mai đến được kìa. Á à, kìa đợt, hắn lại tới nữa rồi. Hai vị à, lại gặp nhau rồi. Tôi muốn đi đến ngăn nguyên thức để tu luyện. Cửa hàng à, lần này lấy được thẻ của năng nguyên thức rồi. Lần trước một thẻ tu luyện miễn phí của năng nguyên thức, tu luyện được 12 tiếng hút sạch luôn cái nguyên thức luôn rồi. Không lẽ lại thêm một lần nữa đó chứ? Lần này không có thẻ, tôi dùng điểm tích lũy tu luyện. Thì là mày quá, điểm tích lũy ừ. À, thế thì chúng ta yên tâm rồi. Tới 12 tiếng miễn phí chưa? Từ Hàng, có biết nàng nghi thức tu luyện còn không biết điểm tích lũy. Tôi sinh bình thường căn bản không thể nào gánh vác. Chứ dù là học sinh lâu năm nhập học, nửa năm mới có thể tu luyện một lần cũng đã không tội lắm rồi. À tôi biết. Điểm tích lũy của tôi đủ để cho hai vị không còn phải bận tâm. À cậu vẫn còn biết nàng nghi thức nó đắt như thế nào đâu. Cậu có biết một phút tu luyện nghi thức còn phải 8 điểm giá trị công hiến không? Nghe cho kỳ đây, không phải là một tiếng
mà là chi phí cho một phục đội nhà 8 điểm giá trị cống hiến đó. À, trước tiên hãy mở cho tôi 10 tiếng. Hả? Để tôi kiểm tra số dư trong thẻ của cậu. Từ Hàng à, mặc dù cậu khá là ưu tú nhưng dù sao cũng là tân sinh. Một phút của nàng nghiện thất cần 8 điểm, một tiếng thì là 480 điểm. Đây chuyện là một tân sinh trong một năm hai không thể nào tích góp đủ. Cậu dám trực tiếp lại nói mở tò ra 10 tiếng. Ôi tôi còn biết cậu lấy đâu ra cái sự tự tin đó chưa? Cái gì? Số dư hơn 5.000 điểm ư? À tôi nhất định là bị hoa mắt rồi. Đúng vậy đó, thực sự là hơn 5.000 điểm. Từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái điểm, nhìn thấy tân sinh nào lại nhiều điểm công hiến tới như vậy. Không, cho dù là học sinh lầu năm cũng không có giá trị nhiều điểm như vậy đâu. Ghi chép của học sinh Từ Hàng điểm công hiến 5032. Từ Hàng à, tại sao cậu lại có nhiều điểm công hiến như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao mà cậu làm được vậy? À, đạo sư của tôi Lý Cây Sơn. Thì ra là như vậy à. Đi theo Lý đạo sư tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng đồng thời cũng nhận được sự bao đáp rất lớn. Cậu đúng là có dũng khí. Thế tôi có thể đi được chưa? Cậu chờ chút. Lần trước cậu hút sạch năng lượng nghiền thất rồi, ảnh hưởng đến cả hoạt động của nàng nghiền thất. Tập đoàn Hồng Nhài đã biết dặn dò chúng tôi, nếu như cậu còn đến thì bảo chúng tôi phải báo cáo lại trường đại. Mấy phút sau, ai là Từ Hàng ra đi. Đỡ bạn ra đi xem thử như thế nào. Sao người này lại giống với Hồng Mập ở kiếp trước quá vậy? Hả? Không đúng. Đây không phải là Hồng Mập nhỏ hơn chút, trẻ hơn chút đi sao? Từ Hàng, đây là đà chủ của tập đoàn Hồng Nhài, được xưng là bàn già, là đại thần tài của Học viện Thành Bắc chúng ta. Nhiều hạng mục đốt tiền của Học viện Thành Bắc đây là bàn già của tập đoàn Hồng Nhài ủng hộ và đưa vào hoạt động. Cậu chính là cậu đã hút sạch năng lượng nghi thức ư? Cậu có biết năng lượng nghi thức đáng giá bao nhiêu tiền hay không? Nhanh lên tiền. Hồng Mập, ông dám đòi tiền tôi sao? Hả? Kiếp trước ở trên chiến trường Chu Tiền, Hồng Mập là một tên thường nhận thành công trong việc ăn chặn vạn tộc. Không giống với Mộng Già chuyên mua bán tin tức, tên Mập này còn tham lam hơn. Ở dưới tiền đề là không uy hiếp nhân tộc, nhưng mà cứ bất cứ thứ gì bán ra cũng bán. Hơn nữa còn lấy được sự tín nhiệm của vạn tộc, cho dù là kẻ địch hay là đồng minh đều yên tâm làm ăn với tên Mập này. Chiến trường có một câu, hai quân giao chiến không chém Hồng Mập. Tiểu Hòa dám sừng hồ với bạn gia ta như vậy, trừ khi là con cháu của gia tộc tu tiên có bối cảnh đặc biệt. Hồng Mập, ông bước dùng cái chiêu này đi. Mặc dù năng nghiên thất đều do tập đoàn Hồng Nhài mấy người kinh doanh, nhưng dù sao cũng thuộc về tài sản của Thành Bắc. Chỉ còn tôi làm sai quy định, tu luyện thế nào thì cũng được cả. Ây da, Tiểu Hòa, có nói là không chắc cậu tu luyện đâu. Thật sự là cậu tu luyện một lần thì năng nghiên thất bị ngăn trở hơn nửa tháng đó. Cậu thấy như vậy thế nào? Sau này cậu đến tu luyện, tôi sẽ chế tạo ra một đoàn đội tiền hành phục vụ riêng cho cậu. Như vậy sẽ không xuất hiện tình huống năng nghiên thất bị ngăn trở nữa. Còn tôi bỏ ra cái gì? Tiêu Hậu và nhìn thông minh lên lợi, một chút đó đã nhìn thấu rồi. Lần trước trên đồ chiến của Tần Sinh, ngũ tình đại trận mà cậu dùng cũng không tồi. Gần đây yêu tộc ngàn ngựa, tôi muốn dùng nó để đối phó với yêu tộc. Được. Ngũ hành tình màn trận thuộc vào pháp trận cơ sở, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng mà mình ở đây cũng có cả trăm vạn loại công pháp, cho đi một cái thì cũng chẳng là cái gì cả. Hơn nữa cho dù cái tên Mập này dùng bộ trận pháp để kiếm tiền, nhưng mà hắn cũng là vì đối phó với yêu tộc. Tốt Tiêu Hậu à, rất thẳng thắn, tôi thích có người cỡ như cậu đấy. Từ Hàng này tuyệt đối là đến từ đại gia tộc viện cổ tu tiên, nếu không thì không lấy một bộ pháp trận để tặng cho người khác đâu. Phải biết rằng trận pháp ở giới tu hành là sản phẩm cao cấp, không phải người bình thường nào cũng thể có được. Với tu vi kết đan kỳ của mình bây giờ, tu luyện ở đây 10 tiếng đồng hồ, cho dù không thể dùng kết đích cách kết đan mà kỳ, nhưng cũng sẽ gần như là vậy rồi. Thế như thời gian của kiếp trước thì linh khí trung kỳ sống lại bắt đầu rồi.
Kiếp nạn thực sự của nhân tộc đã sắp tới rồi. Mình tốt nhất là nhanh chóng đi vào luyện thần kỳ thôi. Lúc đó thì mới thực sự có thể vận dụng thủ đoạn của nhiều thần thông. Tốc độ tiêu hao của nàng nguyện thất quá nhanh rồi. Hảo viên bình thường ở tù linh khí như vậy sớm đã nổ tung mà chết rồi. Cơ tên này đúng là một quái vật mà. Nhưng mà nếu như theo cái tốc độ này, nàng nguyên thất chắc chắn chỉ bị hút sạch mà thôi. Cũng không biết mối giao dịch lần này lợi hay lỗ nữa. Mới tiếng đồng hồ sau, thế chút nữa là đột phá đến kích đáng mà kỳ rồi. Đang tiếc đi cống hiến để không đủ dùng. Ở từ hàng chưa đã. Có chuyện gì? Có ấn thú thơm một cuộc giao dịch nữa không? Có thể kiếm được công điểm cống hiến không? Đương nhiên là được rồi. Người bình thường không biết, thật ra hệ thống cống hiến của Tần Bắc ban đầu là do tập đoàn Hồng Nhai đặt ra. Cho nên nhiệm vụ mà tập đoàn Hồng Nhai đưa ra đều có thể dựa theo điểm cống hiến mà tính. Được, ông nói nhiệm vụ đi. Bây giờ vẫn là giai đoạn bảo mật. 3 ngày sau tôi sẽ đến tìm cậu. Tiên thể sẽ cho cậu nhiệm vụ cụ thể luôn. Cứ yên tâm, phần thủ cái nhiệm vụ này vô cùng hậu hĩnh. Một lát sau. Lấy có gàn định lén à. Lên. Người có hiền võ sinh vật. Cuối cùng thì các người đã xuất hiện rồi sao? Tới chúng ta một chuyến đi. Ở đây là hậu viện mà các người lại dám 3 ngày 3 ngoặt xuất hiện, không sợ bị kích sát sao? Hay là các người vốn chỉ là một tấm bìa tập bắn của hiền vũ sinh vật phải tới? Sức mạnh của hiền vũ sinh vật người không thể tưởng tượng nổi đâu. Cho dù là tập đoàn Hồng Nhai cũng không sánh được với hiền vũ sinh vật. Từ Hà, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi chỉ cần nói ra manh mối và cấu hiện diệu thụ hợp tác với chúng ta, hiện vũ sinh vật có thể cho người món lợi từ không tưởng. Là tưởng viện ứng sai các người đến có vậy không? Bảo con lừa già đó đã bất đồng thì đừng có tìm nhau bàn chuyện. Chuyện hắn đang làm sống muộn gì cũng phải gặp phải quả báo cho coi. Tính theo thời gian này thì một trong những lãnh đạo hiện vật trình vũ tưởng yên viên ơn đang làm nhiệm vụ cổ cự thú. Sau này sẽ dẫn đến một vài thành phố bị hủy diệt. Nếu như có cơ hội nhất định phải tiêu diệt huyền vũ sinh vật để tránh nhân loại phát sinh tám hòa này, cũng là tích phần đại công đức. Cơ đàn nhỏ bé không biết thức thời, vậy thì đừng trách chúng ta còn khách khí. Đi bác già. Vì bà hắn trước, sao không có chạy đi đâu? Tưởng không biết người quỷ kế đại đoàn, lần này đã bắt người, đã đặc biệt chế tạo ra địa la thiên giống, dùng liệt diễm mà thiết của dị tộc chế tạo thành đó. Có thể tự động khóa chặt bật lấy khí tức của người, người chạy không thoát đâu. Đặc biệt chế tạo vì ta sao? Vậy thì để ta xem thử như thế nào. Hả? Cái gì? Tiếp theo là đến lượt ngươi rồi. Xem ra tuy tưởng tổng đã có chuẩn bị nhưng mà vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Nếu đã không bắt sống về được thế thì đem thi thể của ngươi về vậy. Hạch đạn công kích. Nghe nói thợ chất của người rất mạnh. Một viên hạch đạn này đủ để săn bằng thành phố Bắc Viện thành bình địa rồi. Hy vọng người đừng có khiến ta thất vọng. Đừng có bị hạch đạn nổi đến tro cũng không còn. Thù. Kinh Tây Động Thiên không gian cực đại, bên trong cũng không có quá nhiều sinh vật. Mà viên hạch đạn này có nổ thì ảnh hưởng cũng không lớn. Hả? Đây là cái gì? Đến lượt ngươi rồi. Nghiên cứu hiện dấu sinh vật càng ngày càng cấp tiến hả? Cồn thạch trước kia còn là nửa người nửa máy,
Do thì hai tên này hình như chỉ là hai con robot da người. Tướng Viên Ưng, Từ Hoàng, đây chắc là lần đầu chúng ta gặp nhau. Để ta tự giới thiệu, ta tên là Tướng Viên Ưng. Nếu như ngươi thật sự muốn giết hoặc là bà cậu ta, thì nên phái hai cái tên bịa đỡ đàn này đến. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? À không không, ngươi nói sai rồi. Ta quá thực là muốn bắt người. Chỉ là ta không ngờ đến người lại trưởng thành nhanh tới như vậy. Phái cái lời hại quá đến, sợ là sẽ kinh động tới lãnh đạo của thành Bắc. Cho nên mới để lại, để ngươi lại thoát lần này. Thì sao? Ngươi và ta nói chuyện gián tiếp tại này là vì cái gì chưa? Tướng Viên Ưng, người này nếu như không phải là đối xử với nhân loại quá tàn nhẫn, thì cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là đại sát khí sâu này huyền vũ sinh vật chế tạo ra, đã từng giết chết một vị tiền tù. À, ta muốn cùng người làm một vụ giao dịch. Tin tức về cửu hiền diệu thủ. À không không, tuy ta đối với thứ thần vật này trong truyền thuyết đó có chút hiếu kỳ, nhưng mà không phải nhất thiết là phải có được. Muốn có được nó là một vị lãnh tụ đạo sinh vật khác. Vậy người là vị hòa giới. Tiêu Hữu thật là thông minh, vậy mà cũng bị người đoán trúng được. Ta biết người có được thẻ hòa giới, có quyền hạn tiến vào hòa giới, mà ta cần người sau khi tiến vào hòa giới lấy tòa đồ của cửa vào hòa giới gửi cho ta. Nếu gửi cho người thì ta được cái gì nào? Tướng Diên Ân của kiếp trước từng vào hòa giới khi hòa giới mưa mới bắt đầu. Cũng tức là nếu như mình cự tuyệt hắn thì cuối cùng hắn cũng tìm ra cách tiến vào mà thôi. Chỉ bằng nhân cơ hội này để kiếm một món hời. Thứ nhất, ta sẽ khuyến hiện vũ sinh vật ngôn tri sát người, kỳ hạn là nửa năm. Thứ hai, ta có thể tặng cho người một pháo, món pháp bảo đỉnh cấp. Ngoài ra, còn thêm một viên đổ thần đàn có thể giúp người thuận lợi đột phá lên luyện thần kỳ. Người thì sao? Điều kiện đầu tiên thì được. Pháp bảo và đồ thần đàn ta đều không còn. Đổi cái khác đi. Ấy là người không biết giá trị của món pháp bảo đỉnh cấp, pháp bảo và đồ thần đàn. Đỉnh cấp pháp bảo chỉ đứng sau chân bảo. Ngày này chân bảo hiếm có vô cùng. Đỉnh cấp pháp bảo chính là vũ khí chiến lực quan trọng nhất. Còn về đồ thần đàn lại là có giá trị không gì sánh đoạn được. Và tu sĩ kết đàn thì kỳ tiến vào luyện thần kỳ thực sự là một bình cảnh lớn. 90% tu sĩ đều không có cách nào đột qua được, hoặc là xuất hiện biến cố tấn dông đào tiêu. Mở đồ thần đàn có thể đảm bảo người thuận lợi thăng cấp luyện thần kỳ. Đây là đang dựa không biết bao nhiêu tu sĩ mơ ước mà không có được. Rồi, không còn. Đừng nói là pha vào đỉnh cấp của đỉnh, cho dù là chân bảo cũng không bằng được một phần tỷ của hồng mông chiến rìu. Còn với đồ thần đàn quá thực thì giá trị rất cao. Vì đột phá điện thần kỳ mà phát sinh nguyên thần chất biến. Một khi không cẩn thận tu sĩ sẽ tẩu quả nhập ma, tỷ lệ thất bại thì cực cao. Nhưng mà giống với trúc cơ hoàng mỹ, tứ mệnh theo đuổi là hoàng mỹ kết đàn, tiến kỳ tiến nhập luyện thần kỳ. Cho nên đồ thần đàn đối với mình hoàn toàn vô dụng. Thú vị lắm. Ngươi biết rõ giá trị của hai thứ này nhưng lại kiên quyết từ chối. Lý do duy nhất chính là người không thiếu, hoặc là không thèm tới. Nói đi, ngươi muốn gì? Mở ghen số 1. Hả? Ta cũng biết đời đang nói cái gì cả. Không không, ông biết. Ông chỉ là đang giả vờ còn biết. Đưa tôi mở ghen số 1, tôi sẽ cho ông tòa đồ hòa giới. Ngươi từ đâu mà biết tới mở ghen số 1? Cái này ông không cần lo. Có giao dịch không? Cái gọi là mã ghen số 1 chính là mã ghen được tiêm vào người sinh hóa mạnh nhất mà sinh vật hiện vũ nghiên cứu ra. Tiền thối hiện vũ sinh vật có thể vậy giết chết một tiền tồn, chính là vì nó có người hóa sinh được tiêm mã ghen số 1. Chuyện này lộ ra đã chấn động trừ thiền. Vô số người đã muốn cướp mã ghen số 1 về tìm mình. Nhưng lúc đó mã ghen số 1 là cơ mật cao nhất của hiện vũ sinh vật. Hóa ra, hiện vũ sinh vật vì đề phòng mã ghen số 1 bị cướp mất, đã thiết lập chương trình tùy hủy. Chính vì nguyên nhân này mà hiện vũ sinh vật một trong một lần bị đột kích.
Mã ghế số 1 đã khởi động chế độ tùy hủy. Tất cả nghiên cứu và tài liệu đều đã bị hủy sạch. Lúc này mã ghế số 1 mới được Huyền Vũ sinh vật nghiên cứu ra. Trong giai đoạn thí nghiệm thì vẫn chưa ý thức được tính quan trọng của nó. Nếu bây giờ ép công tưởng Viên Ân làm cuộc giao dịch này, sau này bất luận thế nào thì tưởng Viên Ân cũng tuyệt đối không đem loại đại ca sát khí này ra giao dịch đâu. Ghế số 1 là cơ mật của sinh vật Huyền Vũ. Không ngờ người lại biết đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Thế như ta biết, ghế số 1 còn nằm ở giai đoạn thí nghiệm. Ngươi cần nó thì có tác dụng gì? Ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Rốt cuộc là ngươi có giao dịch hay không? Được, ta đồng ý với người. 3 ngày sau ta sẽ đưa hàng mẫu của ghế số 1 gửi cho người. Hy vọng đến lúc đó thì ngươi sẽ giữ lời hứa. Tiếp theo là phải đi đến cuồng già ở kinh đô xem thế nào rồi. Để xem gia tộc của lòng già này, chuyện của ba mẹ và cô nhi viện, và cái chết của lão viện trưởng có liên quan gì tới bọn họ hay không. Tư hả? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Không ngờ lại có người ngang ngược đánh lén học viên ở thành Bắc. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với hiệu trưởng. Anh yên tâm, hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Lạc Nhĩ, bây giờ tu vi của cô thế nào rồi? Lạc Nhĩ, các người hãy đi đem thi thể về trước đi, điều tra kỹ càng. Dạ. Từ Hàng, sau này không cho phép anh gọi như vậy trước mặt người khác nữa. Được, sau này chỉ gọi như vậy khi có hai chúng ta thôi nhé. Vẫn cô vẫn chưa trả lời của tôi. Bây giờ cô cảnh giới gì rồi? Tình hình của tôi không giống với mọi người. Thế như hệ thống tu luyện bây giờ mà nói thì có thể gọi là luyện thần kỳ. Cùng mày nhờ có anh ở kinh Tây Động Thiền tặng cho tôi viên thiên đạo đàn. Nếu như tôi không, cô không thể nào tiến nhanh như vậy đâu. Tình hình không giống là sao? Nói một cách khác, đơn giản chính là tôi tu luyện một bộ tu hành hệ thống khác. Có gì? Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại tu luyện hệ thống khác chứ? Tư Hàng, anh sao thế? Lần gì? Đi theo tôi. Tư Hàng, anh là cái gì vậy? Anh cũng tàn tàn qua đó. Nè, tôi không bị họ mặc đây chứ. Hình như đó là Tần Lạc Y. Vì cô ấy bị người khác nắm tay vô. Mà người khác cô ấy lại là Từ Hàng ở trong trận chiến đó. Hồi đến tận đấy trực tiếp kéo Tần Lạc Y đi ký túc xa luôn. Hắn ta thật sự không sợ các học trưởng ở năm cuối phát điện lên hay sao? Cô ký túc xa? Cô nhỉ? Anh thật sự không có ở đây. Ý? Tôi cũng đang tìm anh đây. Từ Hàng, hôm nay tôi sẽ khiêu chiến với anh báo thù cho cha tôi. Không rảnh. Ý? Anh Từ à, vẫn là đệ nhất hà, đệ nhất mỹ nữ của học viện trực tiếp đến tới ký xúc xa luôn rồi. Lại anh quá đỉnh. Từ à, tôi biết là anh có cảm tình với tôi. Mặc dù tôi cũng có cảm giác tấn tụ vì anh, nhưng như vậy thì cũng quá nhanh rồi. Nào, ngồi xuống trước đã. Đừng có động đậy, để tôi kiểm tra cơ thể một chút. Anh luôn mạnh. Đừng có động đậy, rất nhanh chỉ xong thôi. Thì ra là anh kiểm tra như vậy sao? Hay là mừng hụt à? Không đúng nha. Như vậy là rất bất thường rồi. Là ai đã làm? Là có người đang âm mưu sao? Từ Hàng, anh bị làm sao vậy? Là gì? Cô có biết mình đang tu hành cái gì không? Cô thơ thì không rõ, tôi chỉ biết là tôi tu luyện hệ thống tiên pháp thôi. Sư phụ nói cái loại hệ thống tu hành này cao hơn hệ thống tu hành bây giờ mấy cấp bậc. Đây là cơ duyên và tạo hóa của tôi. Đây quả thật là cơ duyên, nhưng mà cái gọi là hệ thống tu hành tiên pháp là thái cổ vạn tộc.
hệ thống tu hành của tiên tộc không giống với phương thức tu luyện cơ sở mà vạn tộc sử dụng bây giờ. Đặc điểm là không có khu vực phân biệt càn giới rõ ràng, trực thông đại đạo. Phương thức tu luyện cơ sở là có cơ đàn, luyện thần và các đại cảnh giới khác. Nếu như tư chất không đủ, thì có khả năng cả đời này sẽ không thể nào làm được. Mà tu hành tiên tộc là một con đường tiên lên phía trước, căn bản là không có cảnh giới hiểm trở, trực tiếp đến hóa thần kỳ. Phải biết phương thức tu luyện cơ sở chỉ là cảnh giới trung gian, chính là để cho tu sĩ chết đi 9 phần. Cái lộ phương thức tu luyện hóa thần kỳ này khiến cho tu sĩ vạn tộc rất là ngưỡng mộ, cũng là nguyên nhân cơ bản để cho tiên tộc thịnh vượng trong thái cổ vạn tộc. Nhưng tần lần y kiếp trước vẫn luôn dựa theo phương thức tu luyện cơ sở, tại sao bây giờ đột nhiên lại đổi thành tu luyện hệ thống của tiên tộc chứ? Đây là tại sao chứ? Là do mình trùng sinh mà tạo thành sao? Hay là có người đứng sau thao túng tất cả? Nói tới đây Từ Hà, sao anh vẫn chưa trả lời tôi? Tại sao ban đầu anh lại để tôi đi phục ngục sự thất bản hữu quan vậy? Tại sao anh lại biết ở đó có chiến tranh cả giáp chứ? Cái này sau này sẽ nói với cô. Để tôi thăm dò một chút phương thức tu luyện của tiên tộc trong cơ thể của cô, xem có vấn đề gì hay không. Tôi thấy bây giờ anh có thể nói, bởi vì truyền thừa tu luyện của tiên tộc tôi ở phục ngục sơn, thất bảo quan và chiến tranh cả giáp đó lấy được. Cái gì? Đi. Tư Hà, anh không sao chứ? Cô chờ chút đã. Để tôi suy nghĩ một chút. Mình chắc chắn là linh khí đã phục hồi ở kiếp trước. Phục ngô sơn thất bảo quan chỉ là xuất hiện món bảo bối nghịch thiền chiến tranh cờ giáp này, chứ không có cái gọi là truyền thừa tiên pháp. Phải biết rằng người của tiên tộc đều rất kiêu ngạo, nhân viên thì cực ít, không thể nào truyền pháp ngoại tộc. Quan trọng nhất là tu luyện hệ thống của tiên tộc rồi biến thái đối với yêu cầu của tư chất. Bởi vì người ngồi cái tiên tộc đều là tiên linh chi thở, cho nên có thể tiếp nhận thể chất siêu tuyệt của tiên tộc. Đây là sự trùng hợp sao? Không đúng, đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Lần gì, hãy đi một chuyến cùng ta tới phục sườn ngộ thất bảo quan. Mọi người, anh từ nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Xin nghỉ giùm tôi vài ngày, tôi phải ra ngồi một chuyến. Là gì? Sao cô không hỏi tôi tại sao lại được cô đi thất bảo quan sao? Tôi có thể cảm nhận được trong lòng của anh che giấu rất nhiều thứ, mà trong đó có một phần liên quan tới tôi. Mặc dù tôi không biết là gì, nhưng tôi chắc chắn chuyện mà anh làm nhất định là đang giúp tôi. Vì thế tôi sẽ đợi đến khi nào anh muốn nói thôi. Cảm ơn. Nè các người nghe nói gì chưa? Gần đây ở Phục Ngô Sơn thất bảo quan có thần tiên hiển linh đó. Trên bầu trời lại có ánh sáng lấp lạp lánh, đã chiếu sáng ba ngày này mọi, mặc dù ở cho dù là trong đêm cũng sáng như ba ngày. Đã nói là ở đó có cơ duyên giáng thế rồi mà. Tôi cảm thấy đều đây là vì đặc mà thôi. Bây giờ linh khí hồi phục rồi, khắp nơi đều là người tu hành. Đây là kỳ tác của vị tu hành nào đó thôi. Cái này thì cậu cũng biết rồi. Biết tập đoàn Hồng Nhai không? Đó là công ty lớn quản lý quyền hoạt động của mấy trường võ hàng đầu. Bọn họ đã phái người đi điều tra rồi, chắc chắn không phải là do người tu hành làm. Bây giờ rất nhiều tán tụ đều chạy vào phim đó, dự định là tranh lấy một phần cơ duyên. Mấy vị có chuyện không biết. Không chỉ là tán tụ mà bây giờ các đại thế lực đều đã bắt đầu lộng hành rồi. Gần đây 100 học viện võ kỹ sắp tiến hành trận đấu lớn, mà cách mấy trường khoa võ cộng xa ở Phục Ngô Sơn, vì muốn tăng cấp thực lực cho học sinh, đều đã phái ra một vài hạt giống mới đi về đó. Hy vọng trước trận đấu có thể lấy được cơ duyên tăng cấp thực lực cho các học viên. Lão tiên sinh, người hiểu nhiều như vậy có lẽ nhỉ? Lão phu tại Thành Long, đường chủ có tứ tượng đường. Không giấu gì mấy vị chứ, lần này tứ tượng đường ta cũng nhìn trúng cơ duyên, dự định đi tranh giành. Ây da, thì ra tứ tượng đường đã nghỉ dành từ lâu. Y danh có tứ tượng đường nổi tiếng lừng lẫy. Ở tả đường chủ cũng là tu vi cao thầm, lần này phải chiếu cố cho chúng ta một chút rồi. Trên đồ cờ duyên lần này, chúng tôi chuyện nguyện làm người hầu cho đường chủ. Chỉ đến chút
Xin đến lúc đó thì ta được dấu ăn thịt, thì cho chúng tôi húp chút cánh là được rồi. À, khách khí rồi. Chỉ còn các vị tận lực với tứ đường, tường đường, thì phần cơ duyên này sẽ thuộc về chúng ta. Ý số là... Alo, Từ Hàng hả? Tôi là Mập đây. À, có tập đoàn Hồng Nhai, có nhớ tôi không? Ờ, Hồng Mập có chuyện gì không? À, là như vậy. Lần trước không phải tôi đã nói là muốn cùng nhau hợp tác là một nhiệm vụ hay sao? Bây giờ đã có nhiệm vụ rồi. Địa chỉ là vùng Ngưu Sơn Thất Bảo Quang. Phần thưởng tích điểm của nhiệm vụ này là từ 500 điểm đến 5.000 điểm công hiến. Trùng hợp như vậy sao? Nhiệm vụ của Hồng Mập đúng lúc là ở Phục Ngưu Thất... Một Ngưu Sơn Thất Bảo Quang luôn ư? Thế nào Từ Hà? Phần thưởng của nhiệm vụ không phải rất phong phú hay sao? Còn tôi làm cái gì? Phục Ngưu Sơn Thất Bảo Quang gần đây xuất hiện dị tượng điềm lành. Bọn tôi đã điều tra qua rồi. Lát nữa sẽ gửi tài liệu chi tiết cho người. Nhiệm vụ lần này có thể là sẽ liên quan tới vài trận tướng của sự hồi phục linh khí. Nhưng mà cái này chỉ có mới điều tra thôi. Nhiệm vụ chính vẫn là lấy được cơ duyên lần này. Nếu như làm được thì 5.000 điểm tích lũy. Làm không được thì xem như tình hình mà kết toán phần thưởng nhiệm vụ. 5.000 điểm tích lũy trên đồ được cơ duyên của Thất Bảo Quang. Nữa tôi nhận. Cơ duyên lớn nhất của Phục Ngưu Sơn Thất Bảo Quang đều đã bị lạc đi lấy rồi. Tuyệt đối chứ không có thứ gì xuất hiện hơn tới nữa đâu. Đồng ý với hắn cũng không sao cả. Dù sao thì đúng lúc mình cũng muốn đi điều tra triệt để về Thất Bảo Quang. Vì tiêu hổ này cũng đi về Thất Bảo Quang sao? Ờ đúng vậy. Tiêu hổ, vừa nãy trong điện thoại người muốn nói là cướp được cơ duyên. Hơn nữa nói rất tự tin. Lão phu đây là khuyên người một câu. Người đang còn trẻ cùng quan tâm đến thế sự cũng là chuyện bình thường. Nhưng không thể nào nói ngông cuồng như vậy. Cơ duyên này đâu có dễ dàng lấy được như vậy. Chứ dù có tứ tượng đường cũng không nắm chắc được 100%. Vì thế người đang giáo huấn tại sao? Lão phụ chỉ là đang nói đạo lý với người. Thiếu niên, ngông cuồng là chuyện bình thường. Nhưng phải xem là chuyện gì đã. Nếu tình ngươi ngồi chung một chiếc xe với ta, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội làm người hầu của lão phu. Đến lúc đó thì lấy được cơ duyên sẽ cho ngươi một phần. Thì tớ nghe chùa, ta đường chủ đang mang tờ cơ duyên cho ngươi đấy. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội đi. Còn không nhanh cúi đầu cảm ơn đi theo tứ tượng đường sẽ được ăn ngon uống ngon đấy. Nếu ta làm người hầu của ngươi, ngươi đúng là xem trọng bản thân quá rồi đấy. Thì tớ nói như vậy là ngươi từ chối ta rồi sao? Đúng là đừng có mà không biết điều như vậy. Ta đừng chủ nói chuyện với người. Đúng là may mắn mấy đời của người rồi đây. Ta đừng chủ vào để ta thấy ngài giao huấn hắn. Cái tình không biết trời có đó gì đó. Bỏ đi. Nếu như hắn đã không đồng ý thì ta cũng không nên miệng cưỡng. Chút chịu đựng này lão phu còn chịu đựng được. Thế thì cứ chờ đó mà xem. Lối ra. Ta đừng chủ, ngài đợi một chút để tôi đi gọi xe. À không cần lão phụ xuất hành. Sao có đạo lý gọi xe chưa? À dạ, tôi đã suy nghĩ không chu đáo rồi. À tại đường chủ, nhân vật lớn như vậy nhất định là phải đi xe ngựa lớn đến đón ngài. Tại đường chủ à, chính là cái người có mặt mũi không giống với tên nào đó không biết trời cao đất dày. Chỉ có thể đứng ở đây mà gọi xe mà thôi. Ý. Wow, tại đường chủ không ngờ người đón xe đến đó ngài lại là tập đoàn Hồng Nhài. Đúng là nở mặt tờ đấy. Thông vận của ta được chủ rõ ràng ra đó rồi. Đến ngay các tập đoàn hàng đầu đều đích thân đến đón. Đến đón ta được chủ. Ui đây đúng là cũng là may mắn của chúng ta rồi. Thì tử, lão phu đã cho ngươi cơ hội rồi. Ngươi là không biết nắm bắt mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi muốn đi lão phu thì cũng không có cơ hội nữa đâu. À ngại quá, để anh chờ lâu rồi. À không sao, lão phu cũng... À từ tiên sinh, hồng tổng của chúng tôi đặc biệt báo tôi đến đón anh. Xin hãy đi theo tôi. Hả? À, cái gì? Ờ à, đi thôi. Ta đừng chủ à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tập đoàn Hồng Nhai không phải là đến đón ngài hay sao? Ui sao lại đi đón tới cái tên tiểu tử kia rồi?
À, Tả Thành Long, anh là Tả Thành Long thế? Hả, anh là lão phù. À, lên xe đi, có người báo ta đến đón người nè. Hả, sao lại như vậy chứ? Bọn họ đến đón lão phù như vậy sao đây? Như vậy đấy sao? À, lên xe hộ cái đi, ta còn đang bận nhiều chuyện lắm. Tả đường chủ là thân phận gì chứ? Sao có thể ngồi cái xe tồi tàn đó của người chứ? Tả đường chủ à, bọn họ có nhầm lẫn gì rồi hay không? Hả, cái người không ngồi, ta còn phải đi đây nha. Ta còn phải chỉ thêm một chuyện khác nữa. Tơ tiên sinh, tập đoàn Hồng Nhà đã sắp xếp khách sạn làm sao cho ngài? À, không còn, cứ đưa ta đến thẳng Thất Bảo Quan là được rồi. Thất Bảo Quan. Đây không ngờ lại là vẫn là tiền quan. 260.